không có khoa Trung văn. Mấy yếu Trung văn xì. Mấy yếu Trung văn xì. Hãy nhắc lại, rảnh. Yếu khủng. Không rảnh. Mấy yếu khủng. Mấy yếu khủng. Không có cà phê Việt Nam. Mấy yếu Việt Nam cà phê. Mấy yếu Việt Nam cà phê. Buổi sáng không có tiết. Sáng ủ mấy yếu cửa. Sáng ủ mấy yếu cửa. Bây giờ hãy nghe từ buổi chiều. Xia ủ. Xia. Xia. Ủ. Ủ. Xia ủ. Xia ủ. Buổi chiều có tiết. Xia ủ yếu cơ. Xia ủ yếu cơ. Buổi chiều không có tiết. 下午没有课. 下午没有课. Buổi chiều rảnh. 下午有空. 下午有空. Buổi chiều không rảnh. 下午没有空. 下午没空. Buổi chiều có bạn đến. 下午有朋友来. 下午有朋友来. Buổi chiều có. 下午有. Buổi sáng không có, buổi chiều có. 上午没有, 下午有. 上午没有, 下午有. Bây giờ hãy nghe từ xe đạp. 自行车. Âm Hán Việt là tự hành xa. 自行车. 自. 自. 行. 行. 车. 车. 自行车. 自行车. Có xe đạp. 有自行车. 有自行车. Không có xe đạp. 没有自行车. 没有自行车. Cậu có xe đạp không? 你有自行车吗? 你有自行车吗? Chúng tôi đều có xe đạp. 我们都有自行车. 我们都有自行车. Hãy nghe từ việc. 是. Âm Hán Việt là sự. 是. Việc gì? 什么事? 什么事? Có việc gì? 有什么事? 有什么事? Không có việc gì. 没有什么事. 没什么事. Có việc gì à? 有什么事吗? 有什么事吗? 8 giờ sáng mai. 明天早上8点. 明天早上8点. 8 giờ sáng mai vào học. 明天早上8点上课.
明天早上八点上课。还爱得宁。可是。可。可。是。是。可是。可是。không có xe đạp. 没有自行车。nhưng không có xe đạp. 可是没有自行车。可是没有自行车。